Nhà báo tự do Phạm Đoan Trang vừa được tổ chức People in Need trao giải thưởng quốc tế Homo Homini vì sự dũng cảm không mệt mỏi khi theo đuổi một sự chuyển đổi dân chủ cho đất nước mình, bất chấp việc bị sách nhiễu và khủng bố. Tổ chức này mô tả bà Đoan Trang như là một trong những tiếng nói đi đầu trong giới các nhà bất đồng chính kiến đương thời của Việt Nam. Trang clovestisny.cz của Cộng hòa Séc hôm 13 tháng 2 viết rằng nhà báo tự do Đoan Trang đã truyền đạt thông điệp đến cộng đồng rằng người dân có quyền lên tiếng chống lại các vụ đàn áp nhân quyền. Trang mạng này viết, mặc dù liên tục bị đe dọa nhưng bà không lùi bước, nhiều lần phải lẩn tránh chính quyền, bà vẫn không ngừng viết. Nói về việc được trao giải thưởng, bà Đoan Trang cho biết sẽ tốt hơn nếu chúng ta sống trong một thế giới mà những giải thưởng như thế này không hề tồn tại. Trang Prague Daily Monitor cho biết giải thưởng Homo Homini sẽ được trình chiếu tại liên hoan phim nhân quyền lớn nhất thế giới có tên One World Film Festival. Năm nay, bộ phim nói về cuộc đời hoạt động của nhà báo Đoan Trang ở Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 5 tháng 3 tại thủ đô Prague của Cộng hòa Séc. Trang Prague Daily Monitor nói các nhà phê bình chỉ trích chính quyền Việt Nam đàn áp tự do báo chí và luôn tìm cách trấn áp những tiếng nói bất đồng. Những người chỉ trích chính quyền trên mạng Internet phải đối mặt với những vụ bắt bớ và những án tù dài hạn. People in Need là một tổ chức nhân quyền quốc tế có trụ sở tại Cộng hòa Séc. Hàng năm thường vinh danh những nhân vật có đóng góp đáng kể vào việc cổ suý cho nhân quyền, dân chủ và các giải pháp bất bạo động cho các vụ xung đột chính trị.